Việt Nam là một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, phía Bắc giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phía Tây giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, phía Đông và phía Nam giáp với Biển Đông. Việt Nam có hơn 85 triệu người thuộc 54 nhóm dân tộc khác nhau, cùng chung sống trên mảnh đất hình chữ S. Với diện tích 331.000 km2, Việt Nam có hơn 3.000 km bờ biển. 3/4 đất đai của Việt Nam là đồi núi và đất trồng trọt chỉ chiếm khoảng 28% tổng diện tích. Theo số liệu năm 2012 của Tổng cục Thống kê, dân số của Việt Nam hiện khoảng 88,78 triệu người, hơn một nửa dân số Việt Nam trên danh nghĩa theo Đạo Phật, trong đó có khoảng 11,2% dân số theo Phật giáo, hầu hết là người Kinh, hay còn gọi là người Việt, dân tộc chiếm đa số tại Việt Nam. Có khoảng 7% dân số là tín đồ của Giáo hội Công giáo Roma. Công giáo đang ngày càng phát triển mạnh tại Việt Nam, với trên 6 triệu tín đồ tại 26 giáo phận khác nhau trên cả nước. Có khoảng 2,5-4% dân số theo đạo Cao Đài, một tôn giáo dung hợp các yếu tố của nhiều tôn giáo khác nhau. Các tín đồ đạo Hòa Hảo chiếm 1,5-3% dân số. Còn số lượng tín đồ của đạo Tin Lành được ước tính vào khoảng 1-2% dân số. Một số hệ phái của đạo Tin Lành đã được chính thức công nhận. Một số hệ phái đã được đăng ký tại địa phương nhưng chưa được công nhận ở cấp độ quốc gia. Có khoảng 70.000-80.000 tín đồ Hồi giáo, chiếm chưa đến 0,1% dân số. Ước tính có khoảng 40% tín đồ Hồi giáo theo dòng Sunni và 60 còn lại theo dòng Bani. Các công dân còn lại đều tự nhận mình là phi tôn giáo hoặc theo các tín ngưỡng truyền thống như thờ cúng ông bà, tổ tiên, các vị thánh bảo hộ, các anh hùng dân tộc và những người được kính trọng trong nước. Những người theo các hình thức thờ cúng truyền thống này có thể nhận hoặc không nhận mình là theo đạo. Các dân tộc thiểu số chiếm xấp xỉ 14% dân số. Theo ước tính của các tín đồ, có khoảng 2/3 tín đồ đạo Tin Lành là người dân tộc thiểu số, bao gồm các nhóm thiểu số ở khu vực Tây Bắc, ví dụ Hờ Mông, Giao, Thái và các dân tộc khác, và Tây Nguyên gồm có Ê Đê, Gia Rai, Sê Đăng, Mơ Nông và các dân tộc khác. Người dân tộc Khmer Krom thì chủ yếu là dòng Phật giáo Nam Tông. Người lắng nghe tiếng khóc của những con người đang bị đến sự chết mất đời đời. Họ đang đau khổ hay khóc và những con người cực nhọc với cuộc đời này. Những tiếng khóc ấy trong lòng bạn có ai nghe chăng? Với những tấm lòng yêu mến tội nhân người mất tại Việt Nam bằng nhiều phương cách khác nhau, chiếc đạo Xoa Rộng đã đến với Việt Nam và đã được hình thành để tìm và giúp những con người đang sống trong bối cảnh tối tăm, nghèo khổ, tuyệt vọng và tìm thấy được niềm vui đời đời mà Chúa ban tặng. Lắng nghe tiếng khóc của những con người ấy và hãy suy nghĩ về họ, chúng ta sẽ biết được điều gì chúng ta làm. Chiếc đạo Xoa Rộng đã đến Việt Nam từ năm 2001 cho đến nay. Trong thời buổi ban đầu, chiếc đạo Xoa Rộng Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các tín hữu tại Việt Nam. Nhưng với những khó khăn trong buổi ban đầu ấy, đã không làm nản lòng những ai yêu mến công tác chính đạo, nhưng càng khiến họ hăng say hơn trong công tác cứu người. Những con người âm thầm trong công tác chính đạo ấy đã từng bước một để xây dựng chiến đạo Xoa Rộng cho đến ngày hôm nay. Một chặng đường đã đi qua, những thách thức cũng đã đối diện. Giờ đây, chiến đạo Xoa Rộng Việt Nam cứ tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ những hội thánh khắp nơi để xây dựng vương quốc nhà Chúa và hoàn thành đại mệnh lệnh Chúa giao cho mỗi một người